You know that I like it.
Thank you.
Kèm đuôi trồn. Rồi đi về bên đó muốn, đi về bên này. Bên này. Áo đỏ qua đây. Rồi. Bay mắt vô nhóm chỗ. Nhóm 5, xin mời nhóm 5. Mời đi. Ôi trời ơi. Quá. Wow. Nguyên một màu dạ quang luôn. Những cái hoa hậu xanh đi ông. Rồi, xin mời về vị trí nhóm 5. Được. Hình như kiếp trước bà này là con dung hay sao chứ. Trời uống ép thế ớt. Siêu mẫu nhóm 6 đâu rồi. Siêu mẫu nhóm 6. Rồi tiến ra. Quần lè lè. Quần lè loẹt và áo trắng quá. Quyết định cạnh tranh sự quyến rũ. Rồi về vị trí nhóm 6, kế bên dạ quang đó, nhóm 7. 7. Trời. Yeah. Cái này có vẻ là pha ca phẫu thuật thẩm mỹ này nó hơi bị căng. Cái đuôi mà cái đuôi ngắn quá. Và cái gì đó ở phía trước kỳ kỳ. Cái gì đó phía trước hơi khó hiểu. Nhóm 8, xin mời nhóm 8. Nhóm 8 đâu? 8 đâu? 8 ơi. Rồi bước trời. Trời ơi, cái nhà thẩm mỹ này hay thiệt luôn á. Đã cấy ghép người ta rồi còn tặng thêm bộ phận phụ tùng, coi như là dự phòng second hand nữa ha. Trời, cái nhà này thẩm mỹ cho thấy nguyên xe tiết cây vậy không biết nữa. Bưởi đu đủ gì có hết. Bên đây. Nhóm 8 về đây. Bên này, kế bên, hàng xóm em nè. Đó. Rồi, nhóm 9. Xin mời nhà chính. Nhìn cái nhóm này là biết giàu có rồi ha, chi mạnh ghê. Mô đen ông địa, quyết định bơm bụng. Bơm bụng. Cái này chắc là hâm mộ anh Hiếu rồi, nhà chính về đây. Rồi, kéo bên đây. Rồi, nhà 10. Nhóm 10, tiếng lên. Ô, hoa hậu thân thiện. Hoa hậu thân thiện, vừa đi vừa cười. Không biết vì sao mình lên đây. Rồi, rồi. Nhóm 10, kế bên áo vàng, chuột mắt. Đúng rồi. Mười một. Trời ơi, con bé hoàng thân đỏ. Trời ơi, con bé hoàng đỏ. Cái gì đấy? Đang giữa. Rồi, 12. Mông hột đậu đó. Cái này là phong cách vua Tần. 12, đứng vô. 13, đi lên. 13, Diệt Kiều. Diệt Kiều. Hoa hậu đồng quê.
Hoa hậu đồng quê. Hoa hậu miền Trung. Nhau 14 thiền. Phong cách này là phong cách lố quá. Trái cây Trung Quốc. Nguyên dựa trái cây luôn. Nhóm 15. Hoa hậu Oxin giặt đồ lau nhà rửa chén các bài. Giặt đồ lau nhà bây giờ xin luôn. Bây giờ là phần thi tài năng cá nhân. Sân khấu này sẽ là của các bạn. Tôi kêu tới nhóm nào, nhóm đó phải đi ra đấy. Và nếu như trong quá trình mà đi ra này, nhạc mở lên thì phải nhảy theo nhạc. Nhạc gì nhảy cái đó. Nhạc gì nhảy cái đó và nhạc dừng là phải giữ nguyên tư thế đó. Đúng rồi, không được làm nữa. Đâu là nhóm 3. Ba. Ra giữa em, ra giữa em. Ra giữa nhảy. Vũ điệu đi bơi. Đây là vũ điệu cò co. Rồi, bên kia bị giật hụi hả trời? Đây là lâu kính mùi thất nghiệp. Nhìn mặt giống bị giật hụi vậy. Oxin bị thất nghiệp rồi. Là một cái cảnh rất là thảm. Đúng rồi. Hay. Ồ, hoa hậu thân thiện. Thân thiện quá. Tinh thần cầu thị rất cao. Đạt yêu cầu. Gì vậy? Đây là gì em? Cho đi anh, cho đi anh, tội nghiệp quá anh. Cho cái đi anh. Rồi, kết thúc nhạc. 3 giây chụp hình, bắt đầu. 3 giây chụp hình, tạm dáng. Trời ơi, cái này đứng tới sáng luôn nha em. Đây, bò. Rồi, em tên gì? Em tên gì? Phiên dịch anh ơi, phiên dịch anh ơi, phiên dịch anh ơi. Phiên dịch. Hỏi lại, em tên gì? Đỗ Trung Hiếu. À, em tên là Nguyễn Hoàng Minh Tân. Rồi, ok. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em mới học lớp 1. À, mới học lớp 1 chưa đủ tuổi đi thi. Phiên dịch. À, trời ơi, con làm sợ luôn á. Ứng chất bảo quản quá nên còn không biết bao nhiêu tuổi rồi. Em đến từ hành tinh khác. Em đến hành tinh nào? Hành tinh nào em? Dạ, em cũng chưa tìm hiểu nữa. Dịch đi anh. Em dạ. Có thể cho chúng tôi ở đây được biết. Bà con cô bác ở đây được biết. Quan viên hai họ ở đây được biết. Tên của em là gì? Đề nghị Dũng Nhân không sàm sỡ hoa hậu. À. Em tên là Lâm. Em. Ồ, em tên là Lâm à? Dạ. Là Vũ không thấy có tên. À có, Phương Lâm. Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi, Phương Lâm. Lý do gì? Lý do gì mà đẩy đưa em đến con đường đi phẫu thuật vậy? Cái vòng đời này nó nghiệt ngã lắm em, đúng không? Em đã trải qua những cảm giác đau đớn như thế nào khi phẫu thuật, có thể chia sẻ cho các khán giả ở đây biết được không? Em đã bị những con người gì đó cưỡng ép em phòng. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ai đâu? Nhóm nào? Những ai nói đi. Những ai đâu? Giơ tay lên coi. Em nhìn đi. Hãy nhìn những con người đó đi. Em nhìn đi, cái sự đau đớn của em là niềm vui của người ta đó. Ấy da thì là bực mình quá đi. Thì là bực mình quá đi. Rồi cảm ơn em. Em có bí quyết gì mà em có hàm ra cái việc ra như thế nào mà em sắc gò đén như vậy? Em nuốt vô nha nhưng vẫn nhiều cắn đâu. Hả? Cái biện pháp nào mà giúp cho em có một cái niềm tin, có một động lực, có một cái khát khao ra như không cắn như thế vậy? Để được em biết được cái gì đâu sao? Rồi tiếp tục thôi em ơi. Em có thể đi gì không?
em ăn nó không còn cái gì luôn á, bé này vừa ăn rõ luôn rồi. Thiệu, quyết định. Mình nhớ kịch bản chứ còn chơi. Hỏi tên thí sinh. Tên của em là gì em? Ngô Dương Như Ý. Ngô Dương Như Ý. Rồi, anh biết tên em rồi đó, anh biết tên sở thích của em rồi đó, anh giấu đến từng cái cuối cùng. Ngày hôm nay là một lần nữa em sẽ bôi dưỡng sức mạnh của mình bằng cái cơ hàm rất khỏe. Your life until love is found, or love's gonna get you down. Sing it! Sounds in your heart. She loves you and let her go. Cause love only gets you down. Và kỷ lục ăn dưa hấu không ngừng tay, ăn một cách mãnh liệt, ăn một cách không ngừng suy nghĩ, ăn một cách gọi là giả mang tàn bạo đã thuộc về kỷ lục 15. Đây, luôn tươi ngon, dưa hấu không hạt. Đóng gói, ngày hết hạt 15 tháng 5 năm 2018. Em phải cứ ăn đi, em giữ đi. Em để dành 3 năm để ăn cũng được đó. Chúc mừng em. We were breaking all kind of laws. We were bouncing.
big laser race. Sub Atomic Matrix. Man, those were the crazy days. Thank you.